Chào tất cả anh em, hôm nay Khanh sẽ cập nhật cho gia đình mình phí ra biển số, chi phí lăn bánh cũng như những cái ưu đãi dành cho chiếc xe Hyundai Kona. Thì Hyundai Kona như tất cả anh em đã biết, đây là chiếc xe lắp ráp trong nước. Và một số anh em có hỏi Khanh là năm 2021 này, mẫu mới của Hyundai Kona có được lắp ráp và có được bán hay không? Và Khanh xin phép trả lời luôn là hiện tại Hyundai Kona cũng chưa có thông tin lắp ráp mẫu mới. Năm nay 2021 vẫn bán cái mẫu thiết kế bên Khanh đây. Và mẫu thiết kế bên Khanh thì nó sẽ có tổng cộng là 3 phiên bản: phiên bản Turbo, phiên bản 2.0 đủ đồ và phiên bản 2.0 thiếu đồ. Nói cho dễ tức là phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn đó các bạn. Rồi, Khanh sẽ đầu tiên Khanh sẽ giới thiệu về tổng thể trang bị trên chiếc xe Hyundai Kona. Những anh chị nào đã cảm thấy hiểu rõ rồi, muốn coi về giá thì coi phía cuối video mình tìm Khanh để cho mình tour nhanh. Đầu tiên thì Khanh xin phép giới thiệu về đèn. Đây là hệ thống đèn gương cầu và có thêm cái phần mở rộng góc chiếu nằm bên của kế bên cái cụm gương cầu. Thì khi gia đình mình có đánh lái qua trái thì cái đèn này nó sẽ mở rộng góc chiếu ra để giúp cho gia đình mình sáng hơn, lái xe nó an toàn hơn ở nút cua. Nhưng cái phần đèn của Hyundai Kona phiên bản đứng kế bên Khanh đây thì nó là ra ánh sáng màu vàng. Thì những anh chị mua xe tại chỗ Khanh, cái đèn này có không phải là đi ra ngoài khung lái xe nhận xe thì có thể nó sẽ là đèn led, cũng có thể nó sẽ là đèn laser tùy theo nhu cầu của từng anh chị. Và những cái trang bị này vẫn đảm bảo về đăng kiểm, vẫn đảm bảo về tiêu chuẩn lưu hành, vẫn đảm bảo về bảo hành chiếc xe khi anh chị mua xe và có trang bị tại đại lý của Khanh. Đối với Hyundai Kona thì hiện tại cái phần mâm xe đã có trang bị cho mình là cái chiếc cảm biến áp suất lốp rồi. Đây là cảm biến áp suất lốp, nó rất là hay, nó sẽ chi tiết hơn khi mà mình lái xe và các bạn biết được là từng bánh xe có áp suất bao nhiêu, chúng ta sẽ chủ động cân chỉnh. Đó là một cái hay trên chiếc Hyundai Kona. Kế đến cái phần hông, xe được trang bị cả 3 phiên bản đều là khởi động bằng bấm start off. Và khi các bạn đi ra ngoài bấm lóc cửa trên cái này nắm thì gương hậu và bốn cánh kiến cửa này, nó giả sử các bạn chưa bấm xếp lại và chưa chạy lên thì nó cũng chưa chạy lên. Nhưng khi anh chị mình mua xe tại chỗ Khanh sẽ có thêm một chức năng, đó là khi bấm lóc cửa, kiến này nó sẽ chạy lên nếu các bạn quên muốn cánh kiến cửa và gương này sẽ xếp lại. Đối với các phiên bản tiêu chuẩn thì cái phần gương này hiện tại nó chỉ có những bề mặt điện thôi, chứ còn mà gập gương thì nó vẫn là gập cơ, thì anh chị có thể nâng cấp lên điện một chút nào. Về phần gương hậu thì cái phần mặt gương trên Hyundai Kona nó có một điểm hay, đó là cái mặt gương này đã có sấy kính, và khi các bạn đi trong điều kiện trời mưa thì cái phần mặt kính này được sấy lên nó rất là trong và chúng ta sẽ lái xe an toàn hơn so với những chiếc xe không có phần sấy gương. Thì hiện tại trong Hyundai tất cả các xe đang bán đều có sấy kính, kể cả i10, kể cả A-xe mới đều có sấy kính nha các bạn. Đối với Kona thì ở phần phía trên nó có một cái giá nóc rồi, thì các bạn có thể mình bắt cái thanh nhôm qua để mình có thể chở đồ trong những cái chuyến đi dài. Tại vì Hyundai Kona đây là một chiếc xe gầm cao và giá rẻ để đi trong đô thị, thì cái phần cốp xe đây mình giới thiệu ở phần cốp xe phía sau, thì cốp xe nó ở mức độ là tương đối thôi chứ nó không phải là quá to như một chiếc sedan để các bạn có thể chở rất là nhiều đồ. Đây cái phần cốp xe đủ để các bạn để hai cái vali. Nhưng mà mình đi mà một cái chuyến đi nghỉ dài cần nhiều đồ hơn thì mình phải để cho vui. Xe những anh chị nào có nhu cầu cao hơn, tức là phần mình sẽ làm điều chỉnh cốp điện, thì hoàn toàn có thể nâng cấp được thêm cốp điện tại đại lý. Xe có sẵn cho mình là chiếc camera gear. Đối với xe các bạn có nhu cầu nâng cấp lên camera 360 độ hoàn toàn có thể nâng cấp được tại đại lý luôn. Và những anh chị nào thích về đề nổ từ xa, tức là mình ngồi trong quán cà phê đậu xe dưới trời nắng, thì thường trong xe nó sẽ có nhiệt độ rất là cao, anh chị em mình có thể là nâng cấp lên chức năng đề nổ từ xa, mình phải bấm đề nổ xe và lên xe nó sẽ mát ngay. Đây là một chức năng thời thượng và đã được nâng cấp áp dụng cho chiếc Hyundai Accent 2021 là đã có sẵn luôn cho các bạn. Đối với Hyundai Kona thì mình sẽ trang bị nâng cấp
trong cân đối trong cái gói mua xe. Đối với tiêu hao nhiên liệu thì các chiếc xe này các bạn đi trong đô thị thì nó khoảng 9 lít cho 100 cây số, và các bạn đi đường trường thì hiện tại là nhà sản xuất họ công bố là 5 lít thì thực chất là chạy nó khoảng tầm 5,5 cho 100 km chạy. Cái này nó thuộc vào chân ga của từng anh chị em mình nha. Giới thiệu với cả nhà mình, đây là cái phần táp lô của chiếc xe Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn. Thì cái phần táp lô của Hyundai Kona phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt, phiên bản turbo hoàn toàn giống nhau, nó chỉ khác nhau một số chi tiết nhỏ. Khanh ví dụ giống như phiên bản turbo và phiên bản đặc biệt thì hệ thống điều hòa của nó sẽ là điều hòa kiểu tự động, tức là mình sẽ điều chỉnh được chi tiết nhiệt độ, còn chiếc này là mình chỉ dặn tay. Nhưng độ hiệu quả của máy lạnh thì nó cũng giống nhau các bạn. Xe hiện tại phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ không có cái chức năng sạc không dây. Không có chức năng sạc không dây ở vị trí này. Nhưng anh em mình cũng đừng có lo lắng là cái chức năng sạc không dây á, thì nó sạc cũng hơi chậm. Thì các bạn có thể là cắm cái tẩu sạc là sạc nhanh, mua bên ngoài nó khoảng tầm 200-300 ngàn thôi. Thì chúng ta cắm vào đây, cái điện thoại có sạc nhanh, chúng ta sạc là nửa tiếng đồng hồ là đầy, rất là hay. Đối với Hyundai Kona là một chiếc xe giá rẻ đi trong đô thị và gầm cao, thì nó có đầy đủ những cái chức năng hỗ trợ cho các bạn, giống như là chế độ hỗ trợ là xuống dốc nè. Các bạn đi đường đèo, nếu mà anh em mình không tự tin tay lái, các bạn bấm vào nút này. Rồi, thì hệ thống downhill nó sẽ hỗ trợ cho các bạn đây. Đó, tức là hệ thống hỗ trợ xuống dốc nó sẽ hỗ trợ cho các bạn điều chỉnh chân ga, chân phanh. Xe sẽ có chế độ Drive Mode, tức là các bạn có thể chuyển 3 chế độ lái: Eco, Smart, Sport, tùy theo cảm nhận, tùy theo cái cảm giác, tùy theo tâm trạng của mình mà mỗi lần mà mình lái mình sẽ có một cái chế độ lái khác nhau. Nếu anh chị mình có muốn lái theo kiểu bán tự động thì xe cũng có thể cho mình là D cộng, D trừ, là chế độ bán tự động. Về phần màn hình trung tâm thì đây là cái màn hình có tích hợp sẵn cái bản đồ dẫn đường và có cảnh báo tốc độ. Đối với những anh chị mình thích công nghệ thì mình có thể sử dụng Android Auto, Apple CarPlay để đưa những cái ứng dụng YouTube vào. Và Khanh có rất là nhiều cái video về hướng dẫn sử dụng về phần màn hình này, màn hình chiếc Hyundai Kona dành cho tất cả chị em mình. Có thể dùng YouTube trên ứng dụng của Android Auto và Apple CarPlay để chúng ta xem và giải trí. Hyundai Kona thì cái camera gear của nó sẽ có chức năng đây. Đối với Hyundai Kona thì camera gear nó sẽ xoay theo góc lái các bạn nha. Đây, đây Khanh sẽ mở máy và đề thử cho các bạn xem nha. Đây, xoay theo góc lái nè. Đó, các bạn thấy không ạ? Thì các bạn sẽ không bao giờ bị quên. Do chúng ta đánh lái một hồi cắm bánh xe, các bạn không biết nằm ở vị trí nào, thì đối với cái camera gear có xoay theo góc lái các bạn sẽ chủ động hơn. Đối với cái tầm tiền 600 triệu một chiếc xe có trang bị cho các bạn ga tự động Cruise Control nè, gạt mưa tự động nè, hệ thống đèn tự động nè, là Khanh nghĩ là rất là đầy đủ. Những cái hệ thống an toàn khác là cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, hỗ trợ lực phanh, phân phối lực phanh điện tử, ổn định thân xe, chiếc này có đủ. Và chiếc này là 6 túi khí các bạn nha. Các bạn nhớ chiếc này 6 túi khí. Và một số anh chị em mình thích về công nghệ thì có thể nâng cấp lên lẫy số vô lăng. Chiếc này hoàn toàn có thể nâng cấp được lẫy số vô lăng. Với giá tiền tầm 600 triệu hơn để lăn bánh ra chạy chiếc xe, thì Khanh nghĩ đây là một chiếc xe có những gợi ý dành cho các bạn đi trong đô thị rất là hay. Và các bạn biết được Hyundai Kona các bạn sẽ xoay trở trong đô thị, tức là các bạn đánh lái xoay từ một đường này qua đường kia rất là dễ, bởi vì bán kính quay vòng chiếc Hyundai Kona cực kỳ nhỏ, các bạn có thể đánh lái xào xe chỗ này chỗ kia rất là dễ. Bây giờ Khanh sẽ cập nhật cho tất cả anh em mình cái phí lăn bánh chiếc Hyundai Kona. Đối với phiên bản đứng kế bên phải đây, phiên bản Kona 2.0 bên Khanh bán với giá là 623 triệu, thời điểm này 623.900.000 các bạn nha. Còn để các bạn lăn bánh ra biển số cho biển số ở tỉnh thì mình sẽ cộng 5 loại phí quy định của nhà nước trước bạ, đăng ký xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, lưu hành đường bộ. Đây là 5 loại phí yêu cầu
bắt buộc phải có. Còn thời kỳ trước, năm 2020 thì số tiền chuẩn bị trước để lăn bánh chiếc xe Hyundai Kona nó sẽ thấp hơn do được hỗ trợ 50% tới chiếc bạ của nhà nước. Thì đối với cái con số 163 triệu chuẩn bị trước thì anh em mình sẽ trả theo dư nợ giảm dần với số tiền hàng tháng là 9 triệu 400 ngàn giảm dần dư nợ còn lại. Đối với anh em mình mua xe phiên bản 2.0 đặc biệt thì bên thanh bán là 685 triệu 700 ngàn. Phần còn lại thì sẽ được mình lăn bánh ra biển số cộng 5 loại phí quy định của nhà nước. Mình phiên bản Turbo. Phiên bản Turbo thì anh em mình mua xe với giá là 735 triệu 700 ngàn cộng 5 loại phí quy định của nhà nước. Đối với xe phiên bản Turbo thì nó sẽ cho mình một công suất lớn hơn, hộp số là tự động 7 cấp. Thì xe này thì hiện tại là hộp số tự động 6 cấp. Thì tùy theo nhu cầu của từng anh chị em mình, nếu mình muốn thích một chiếc xe rất là đầy đủ trang bị công nghệ và đi gầm cao đi trong thành phố thì mình chọn phiên bản 2.0. Còn nếu mà mình về cái cảm giác lái có công suất lớn hơn thì mình có thể lấy phiên bản Turbo. Nếu anh chị em mình thích về những cảnh báo điện mù, sạc không dây thì mình có thể lấy phiên bản 2.0 đặc biệt để mình đáp ứng nhu cầu của từng anh em chị em mình. Và phiên bản 2.0 đứng kế bên phải cạnh đây hoàn toàn cũng có thể nâng cấp được lên là cảnh báo điện mù, cảnh báo cắt nghe nếu anh chị em mình có nhu cầu. Anh xin phép nhắc lại, đề nổ từ xa, gập gương lên kính, hệ thống đèn LED hoặc là đèn laser nếu mà mình có những cái nhu cầu cao hơn. Mọi chi tiết bên Thanh sẽ giải đáp cho tất cả anh em mình qua số điện thoại 0788 555 444. Thanh sẽ tư vấn thêm. Cảm ơn tất cả anh em mình đã quan tâm theo dõi những video của Thanh. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn nút like, nhấn nút share và subscribe, đăng ký để có nhiều cách ủng hộ của Minh Thanh. Xin cảm ơn.